kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Giai đoạn 1 thì thông thường tụi em ươm khoảng từ 2-3 ngàn con trên một mét khối. Thì ươm khoảng thời gian từ 1-20 ngày. Thì giai đoạn này nó nãy nói nó đóng vai trò rất là quan trọng. Do đó khi nuôi tôm thì chúng ta tập trung giai đoạn 1 nhiều hơn và chất lượng con giống cần quan tâm nhiều hơn. Tại vì chất lượng con giống mà nếu nó không đạt á, nó không đáp ứng yêu cầu thì trong quá trình nuôi nó dẫn một hệ lụy nguyên cả một cái quy trình nuôi luôn. Cái đó con giống phải được nắm thông tin rõ ràng, phải được kiểm tra dịch bệnh rõ ràng thì mới bắt. Và khi về nuôi thì trong quá trình nuôi đó chúng ta phải quản lý và kiểm soát chặt chẽ các cái dịch bệnh nó phát sinh trong quá trình nuôi. Khi mà có dịch bệnh thì phải quản lý chặt chẽ và khống chế nó, tránh trường hợp bị lây lan quá nhiều, nó làm ảnh hưởng xấu tới cái đàn nuôi. Do đó khi con giống được về kiểm tra tốt là một hai nè, phải chăm sóc tốt, được quản lý dịch bệnh tốt nữa. Và đòi hỏi cái quan trọng nữa là cái kinh nghiệm của cái người ươm giống này nữa. Tại vì ươm giống thì nó giai đoạn ươm này nó khác giai đoạn nuôi, do đó đòi hỏi cái người nuôi phải có kinh nghiệm nhiều hơn và phải kỹ càng hơn. Thông thường á, diện tích ao ươm thì nó sẽ nhỏ hơn ao nuôi. Do đó như thầy ông làm có kinh nghiệm đó, thì diện tích ao ươm nó nằm ở tầm khoảng từ 100-200 mét khối là đúng nhất. Lý do là diện tích nhỏ thì cái việc mà chúng ta quản lý cái đáy ao si phong sạch nó tốt hơn ao lớn, nó đỡ tốn thời gian hơn. Mà chúng ta ươm thì đòi hỏi cái mật độ nó rất là cao, khoảng từ 2-3 ngàn, do đó cũng không lên làm ao quá lớn, mà nhỏ chia thành nhiều ao. Thứ nhất dễ chăm sóc, dễ thay nước, dễ quản lý dịch bệnh. Và cái quan trọng nhất hiện nay vẫn là chia sẻ rủi ro, chia sẻ nhiều rủi ro ra. Ví dụ anh ươm một ao 500, 1000 thì anh dồn hết cái rủi ro vô đó. Nhưng mà em ươm ao 100, em chia thành 5 ao thì em chia sẻ rủi ro được 5 lần. Tại vì với mật độ quá lớn như vậy mà chúng ta để rủi ro quá lớn nó nữa, khi nó dịch bệnh nó bùng ra thì coi như là toàn bộ nguyên một cái lô tôm chúng ta hư hết. Nên chia sẻ rủi ro nhỏ ra. Dịch bệnh thì tấn công lúc nào mình không biết, nhưng tấn công vô một ao thì chúng ta vẫn còn được 3-4 ao khác. Do đó cái ý nghĩa của cái ao ươm nhỏ là gì? Nó là cái đó. Thứ nhất, cái thứ hai là nhỏ thì chúng ta xây dựng che chắn đồ nó cũng rẻ, ít tiền hơn. Và cái việc mà cái người quản lý muốn thay nước, muốn thay đổi môi trường theo cái ý của mình thì nó nhanh hơn, nó rất là nhanh. Còn ao lớn thì nó diễn ra rất là chậm, và các cái hoạt động lúc nào cũng chậm hơn. Mà con tôm nhỏ thì nó rất là mẫn cảm với môi trường, và việc thay đổi môi trường là cần phải nhanh, phải hiệu quả. Do đó ao nhỏ là ao có ưu thế hơn. Giai đoạn 2 là giai đoạn nó tăng tốc rất là nhanh, do đó chúng ta tập trung vào cái chất lượng nước với cái dinh dưỡng. Nó phát triển rất là nhanh, do đó cái nhu cầu con tôm nó nhu cầu dinh dưỡng rất là cao, và các cái khoáng chất bổ sung rất là cần thiết. Do đó người nuôi cần tập trung quan tâm nhiều hơn về cái lượng thức ăn, đảm bảo cho nó đủ. Cái thứ hai là các cái khoáng chất phải đảm bảo đủ thì nó phát triển mới nhanh. Nó đảm bảo đủ điều kiện để nó lột liên tục, nó mới nhanh lớn. Đây đoạn 2. Và cái đặc biệt nữa là cái dịch bệnh. Giai đoạn 2 là giai đoạn từ giai đoạn 1 chuyển ra thì dịch bệnh nó sẽ nhiều hơn. Do đó người nuôi cũng cần quan tâm tới dịch bệnh, đặc biệt là cái bệnh phân trắng với bệnh gan tỵ. Thì nó thường trực trong ai chúng ta. Do đó phải quản lý chặt chẽ dịch bệnh, quản lý thức ăn tốt hơn, đảm bảo đủ điều kiện dinh dưỡng để giúp cho con tôm nó tăng trưởng tốt hơn là hai yếu tố tiên quyết của giai đoạn 2.
Thì giai đoạn 3 là giai đoạn người nuôi củng cố để tăng cường sản lượng, và đồng thời cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Như vậy thì giai đoạn 3 là giai đoạn nó có một số cái yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Một là môi trường. Tại vì giai đoạn 3 là giai đoạn tôm lớn, thì môi trường ao thì cũ có khuynh hướng sẽ diễn biến xấu hơn. Do đó chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn, sử dụng vi sinh, sử dụng vôi gieo để ổn định môi trường nước. Và cái thứ ba là phải tăng cường hỗ trợ thêm các cái nhóm du ca với thay nước để giúp cho chất lượng nước lúc nào cũng sạch, ổn định, để con tôm nó cải thiện được cái tình hình sức khỏe tốt hơn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giai đoạn 3 là giai đoạn tôm ăn cái lượng thức ăn nhiều hơn, do đó nó làm cho chất lượng nước cũng mau xấu hơn. Thì người nuôi cần phải quan tâm là chất lượng thức ăn phải tốt, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải quản lý chặt chẽ thức ăn, đảm bảo ăn đủ, đủ chất, đủ lượng, nhưng tránh tình trạng bị dư thức ăn. Dư thừa thức ăn thì làm cho con tôm mình có khả năng dễ bị bệnh gan tị hơn và chất lượng nước xấu hơn. Do đó người nuôi không khéo thì diễn biến một cách nó tệ hại hơn, nó làm cho hiệu quả kinh tế mình thấp hơn, và có thể là sản lượng cũng nó không có đạt như cái mong muốn, như cái mục tiêu mình đề ra, là do cách quản lý thức ăn. Làm sao đảm bảo đủ lượng, đủ chất, tránh trường hợp dư thừa, làm dịch bệnh diễn ra nhiều hơn và chất lượng nó xấu hơn. Thì trong nuôi tôm siêu thâm canh hiện nay đó, thì do cái điều kiện môi trường nó cũng đã xuống cấp rồi, nên dịch bệnh, em hay sử dụng cái từ là thường trực trong ao chúng ta luôn, thường trực luôn. Do đó hiện nay người nuôi lúc nào cũng phải sống chung với dịch bệnh. Hai bệnh mà hiện nay nó phổ biến trong nghề chúng nuôi tôm đó là bệnh gan tị và bệnh đường ruột, là hai bệnh thường trực trong ao xuất hiện từ khi thả tôm cho đến khi thu tôm. Trị bệnh và phòng bệnh là hai cái đó là người nuôi tôm lúc nào cũng phải canh cánh, phải biết để xử lý. Có nghĩa là trong nuôi tôm hiện nay, nếu chúng ta để tới giải pháp trị bệnh thì chúng ta đã trễ một bước rồi. Do đó bà con phải thường xuyên quản lý chất lượng nước và kiểm tra cái dịch bệnh trên tôm thường xuyên, một tuần là một cái hai lần, để chúng ta xác định được cái mật độ khuẩn gây hại trong tôm và trong nước nó bao nhiêu, để mình biết được và mình xử lý đón đầu.